Nè 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 cả nhà, trời mưa cá lên nè cả nhà. À, cá rô có nhỏ luôn nè. Ồ, chim cóc. Mưa rồi, dính đủ thứ. Đấy, ngớt nữa nha, nó trốn. Nhảy nè. Thiết đột tạ. Giờ hết cái gặp luôn rồi. Đưa thịt. Thiết đột. Cả nhà ơi, mình đang đi đặt gặp mà trời mưa nè cả nhà, rồi cá lên nè. Ừ. Cái hàm cá nè cả nhà. Nè. Cá rô có nhỏ nè cá nè. Nè cả nhà. Ừ, cá. Chả bá luôn cả nhà. Được rồi. Ngoài này con bự nữa cả nhà. Mình mới thấy ngoài này cá bành kia nữa nè. 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 Trời ơi, cá rô. Ôi ôi, cá rô trời. Còn đây cá rô nhỏ nhỏ nhóc nữa nè cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Thì đầu video thì cho Kỳ xin gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà đã xem video của Kỳ luôn nha. Nếu ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm Kỳ nha. Thì hôm nay Kỳ đi đạt 7 chuột nữa nha. Hôm nay đặt ở cánh đồng lạ. Cánh đồng này đó giờ mới đặt lần đầu tiên luôn cả nhà. Thì hồi nãy vô tình đi đặt thì có một trận mưa lớn lắm cả nhà. Mưa đâu cũng hơn nửa tiếng đồng hồ. Mấy cái dây điện nó bị đứt luôn. Tại vì Kỳ đặt sau cái tiếng dân cư á. Cái mưa tới Kỳ Kỳ đi vô trong tiếng dân cư vô nhà người ta đang trú. Chú mưa đi cái vô tình sao mà cái nhà dây điện đó cả nhà. Gió nó thổi đứt dây điện luôn. Dòng quá lớn, cái mưa đâu cũng nửa tiếng đồng hồ. Khi mà Kỳ đi đảo lại đảo ra để đặt á thì vô tình bắt được hai con cá rô bự lên cả nhà. Khi mà trời mưa cái nó lên thì mình bắt được hai con cá rô để Kỳ sẽ quay lại cho cả nhà xem hai con cá rô Kỳ mới vừa bắt ha. Đây nè cả nhà, thì cũng giới thiệu với cả nhà là hôm nay mình có khai trương cái giỏ mới luôn cả nhà. Nói mới thì nó không có mới cả nhà, cái giỏ này do của ông anh mình, ông cho mình. Thì nói chung có cái giỏ này nó cũng rất là tiện cả nhà, đi xa mình không phải móc gạch trong cái móc như bình thường của Kỳ nữa. Mình bỏ vô đây nè, gọn, nó dễ chở với nó không có cản trở lưu thông nữa. Thì đây nè, đây là hai con cá rô hồi nãy nè cả nhà. Cá rô Kỳ nói Kỳ bắt nè. Hai con cá chà bá nè, con này nó ú, còn con này thì nó ốm nhất nè. Rồi, thì Kỳ cũng xin tạm dừng video ở đây nha cả nhà. Tối nay nếu trời mà không có mưa thì Kỳ sẽ đi thăm rồi sẽ quay lại cho cả nhà xem cho nó hấp dẫn chút xíu ha. Rồi, xin tạm dừng video đây nha cả nhà nha. Kỳ xin chào cả nhà buổi tối nha. Thì tới giờ mình đi thăm gặp rồi cả nhà. Thì cũng không làm mất thời gian của cả nhà nữa. Xin mời cả nhà theo chân mình luôn nha. Trải nghiệm coi bên cánh đồng mới đặt đầu lần đầu tiên coi nó có lý không nè. Đây ở gần đây mình cũng có đặng cái mình đây nè. Đây đi ra kia thăm rồi giờ kia trước đây. Sập mà không dính rồi nè. Ô dính ếch. Mới vô dính ếch rồi.
Do mưa lớn rồi nha. Ủa ớt nhảy kìa. Trời ơi. Dính gì không trời. Dính cóc. Một em mini. Trời không có dính được rồi. Đi nha. Ý, con chuột gì mới đẻ hôm qua không? Mưa ngập. Ngập mới gặp luôn, không dính. Bơi rồi. Em giúp bơi nè. Dính chuột gì mới đã. Em đứa mình cái này. Đấy, ngớt nữa nè, nó trốn. Nhảy nè. Không nhảy luôn. Ngớt nó bị gì vậy nè. Chuột nó xíu xíu luôn. Rô nữa. Nó rô cạnh kia luôn. Gì thấy không nè. Trời ơi. Cái rô nữa. Trời trời. Mới thả con này kia. Dính con này nữa. Buồn hiu như cái gọng bún thiêu. À, kẹt đầu chết anh em à. Em về chung. Không hết bự chứ. Cá nữa. Hết con cá luôn. Chuột nhìn chín không thấy luôn nè. Dứa. Đỏ chuột ha. Rồi nè, chuột khủng khiếp chuột trời. Vừa hết cái gặp luôn rồi. Còn lưa. Lưa. Mới chạy ra nhỉ. Còn nó lứa. Đi đi luôn. Chuyện dí luôn nha. Xích lọc cũng tiếp tục. Đặt thí thí dính dính thôi à. Kỳ cũng không thấy đường đặt luôn, thấy đường ấy ấy đặt dính dính thôi chứ
giờ cũng hết đường, bí đường rồi, nó khó ấy. Chuột dính nửa trong nửa ngoài lứa. Thả chung với con chuột, nó có hơi con chuột chút xíu là nó kêu hoài cả đêm vậy đó, ẹo 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 hoài vậy đó. Con bự nữa. Dính nó hơn nữa. Con bự nè. Chà bá được lắm. Lông mất cược. Cái cuối cùng. Chị cũng chạy trong đó thấy ham nữa nè. Cuối thì nằm đâu rồi. Mình không thấy được. Đuổi chị ra trong đó, chị ra đây mà ủi thì Kỳ cũng đã thăm gặp xong rồi nha. Hôm nay được nhiều nè, mới vô mấy cái đầu thấy cũng thấy ít chín, những cái sào thấy dính đã đã chắc được hơn chục con chuột bự, còn như chuột nhỏ nhỏ không? Không có chuột gì vừa luôn, chỉ có con này gì vừa, còn như ngoài ra là chuột nhỏ với chuột bự luôn à. Rồi Kỳ cũng xin tạm dừng video đây nha. Sáng mai mình Kỳ được cuốn, Kỳ sẽ quay lại cho cả nhà xem con chuột. Rồi chúc cả nhà ngủ ngon luôn nha.
xong rồi nó gì nó xảy ra chỉ là xoan nó bị hư. Cái nhà sáng kỳ cũng đã cuối gặp xong rồi cả nhà. Thì hôm nay dính được nhiều nè, nói chung cũng có lý. Hồi nãy kỳ đếm là được 36 con nha, với là một con cá rô với là một con ếch. Thì nói chung sáng đêm cũng đỡ cũng tầm 4 ký mấy. Rồi, kỳ cũng xin kết thúc video ở đây nha cả nhà. Nếu cả nhà cảm thấy thích video này thì hãy đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha. Nhớ cho kỳ xin một like và một lượt chia sẻ luôn cả nhà nha. Rồi, giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye cả nhà.